Liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 3 tháng 5 tại khu vực đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, đội cảnh sát hình sự công an quận đã đấu tranh làm rõ nhóm gây án gồm 5 đối tượng. Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Điệp, Nguyễn Trung Thông, 32 tuổi, Nguyễn Mạnh Hà, 29 tuổi, Lê Hồng Đông, 24 tuổi và Nguyễn Ngọc Hà, 27 tuổi, cùng chú tại Ba Vì, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, 19 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2019, năm đối tượng sau khi đá bóng rủ nhau đi uống bia Tuy nhiên, Nguyễn Việt Điệp trong quá trình tham gia giao thông có mâu thuẫn với một người điều khiển ô tô. Điệp cầm mũ bảo hiểm đập vào xe anh này khiến anh này tức giận đuổi theo. Đối tượng Điệp đã bỏ chạy và gọi những đối tượng khác đến giúp. Nhóm đối tượng sau đó đã gặp người điều khiển ô tô ở ngã ba Trần Hữu Dược, cùng xông vào dùng gậy và tay chân đánh, thấy đối tượng bất tỉnh, năm đối tượng đã bỏ đi. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.